khuyến nghị liên quan đến việc điều tra chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam là chủ đề hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 9 năm 2024 do Bộ Công Thương tổ chức. Tại hội nghị, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, ngoài việc hầu hết các thị trường xuất khẩu truyền thống lớn đều đã khởi xướng điều tra hàng hóa của Việt Nam, thì số vụ việc do các nước ASEAN tiến hành cũng tăng và một số quốc gia chưa từng điều tra hoặc ít điều tra nước ta như Mexico, Nam Phi cũng bắt đầu điều tra Việt Nam. Việc điều tra không chỉ giới hạn ở các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như tôm, cá cha, thép, gỗ, pin mặt trời mà đã mở rộng tới những sản phẩm có giá trị và lượng xuất khẩu trung bình và nhỏ như máy cắt cỏ, mật ong, đĩa giấy, ghim dập cơ quan điều tra nước ngoài ngày càng đưa ra yêu cầu cao trong nhiều khía cạnh đối với chính phủ, doanh nghiệp bị điều tra, phạm vi điều tra ngày càng mở rộng, bao gồm cả các nội dung mới như điều tra xem xét phạm vi sản phẩm, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Cục phòng vệ thương mại nhận thấy kết quả kháng kiện phụ thuộc rất lớn vào chất lượng phối hợp giữa các bên liên quan, trong đó vai trò các cơ quan thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài là vô cùng quan trọng.